Làm sao để gắn trực tiếp cái sản phẩm từ TikTok vào trong video và nó cần những cái điều kiện gì để duyệt? Thì các bạn có thể thấy ở đây là nó có một cái video mà mình đang xem này, thì nó có cái là liên kết cái sản phẩm vào trong cái gian hàng. Các bạn có thể bấm thử vào đây nhé. Đây mình bấm thử này. Thì cái này nó chính là cái sản phẩm mà khi mình đăng lên TikTok Shop và mình có thể gắn trực tiếp vào cái video khi mà các bạn đăng lên luôn. Đó. Và cái cách mà làm sao để mình có thể đã đăng cái sản phẩm lên TikTok Shop để được phê duyệt thì mình cũng có làm ở một cái video trước rồi. Bạn nào mà đang vướng mắc cái phần đấy hoặc là chưa biết đăng như nào hay đăng cái sản phẩm mà không được duyệt đấy, thì các bạn có thể xem lại cái video trước của mình nhé. Đó, thì khi mà khách hàng họ bấm vào đây này, họ có thể trực tiếp mua cái sản phẩm này của mình luôn và họ không phải kéo sang cái nền tảng khác nữa. Đó, thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cách làm sao để mình có thể là mình đăng trực tiếp cái sản phẩm lên trên này nhé. Đây mình quay lại đây này. Đó, thì khi mà các bạn đăng video ấy, đây mình bấm lên đăng này, mình tải cái video lên nhé. Đó, tải video lên này. Ok, tiếp này. Thì ở trên cái phần mô tả này này, các bạn cứ biết cái phần mô tả của mình và đưa đầy đủ 5 cái hashtag ở trong video của mình vào nhé. Và để liên kết cái sản phẩm vào trong video ấy, thì các bạn bấm vào chữ liên kết này. Đấy, mình đưa cái sản phẩm của mình vào, mình chọn cái sản phẩm, ví dụ như ở đây mình có sản phẩm này nhé, mình bấm thêm. Đấy, sau đó thì mình tiếp theo mình sẽ bấm thêm này. Nhưng mà cái điều kiện gì để cho cái TikTok nó duyệt cái sản phẩm từ cái TikTok Shop đó, thì các bạn chú ý là trong cái video của các bạn làm ấy, thì mình phải có cái hình ảnh của cái sản phẩm đó. Và cái hình ảnh đấy là mình phải trực tiếp thao tác nhé. Ví dụ các bạn đưa một cái hình ảnh ở lớp phủ và nó không được, thì các bạn phải có cái hình ảnh sản phẩm ở trong video thì TikTok nó mới duyệt cho cái sản phẩm đó được vào trong cái video đấy nhé. Đó là cái cách để giúp các bạn có thể đăng cái sản phẩm vào trong cái video TikTok của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình chia sẻ về TikTok Shop và làm sao để mình bán được hàng từ TikTok Shop các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.